Này xá lợi tử, nên biết Đại Bồ Tát ấy đã trụ vào địa vị bất thối chuyển, an trụ vào bát nhã ba la mật đa mới có thể làm việc như vậy. Lại nữa, này xá lợi tử, có Đại Bồ Tát an trụ vào sáu pháp ba la mật đa, làm thanh tịnh cung trời đâu xuất thì trong hiền kiếp này sẽ được thành Phật, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình lại nữa này xá lợi tử có đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy đã đắc bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc đã tu bốn niệm trụ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng đã tu mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng luôn siêng năng tu học hướng đến bồ đề nhưng hiện chưa thông đạt về bốn đế nên biết đại bồ tát ấy đối với nhất sanh bổ xứ chưa đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà lại nữa này xá lợi tử có đại bồ tát tu hành sáu pháp ba la mật đa đi đến các thế giới an lập hữu tình vào vô thượng giác làm trang nghiêm thanh tịnh cõi phật nên biết đại bồ tát ấy phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp mới đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà lại nữa này xá lợi tử các đại Bồ Tát an trụ vào sáu pháp ba la mật đa, luôn siêng năng tinh tấn làm lợi ích hữu tình, miệng không bao giờ nói lời vô nghĩa, thân tâm không tạo nghiệp vô nghĩa. Lại nữa, này xá lợi tử, có đại Bồ Tát thường lấy sau